Vừa qua, tại Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, các bác sĩ khoa nội hô hấp và miễn dịch dị ứng của bệnh viện vừa phẫu thuật ghép thành công cây đinh sắt dài 3 cm nằm trong phế quản phổi trái cho một bệnh nhân là công nhân gặp phải sự cố nút đinh trong lúc làm việc. Sự việc đang khiến rất nhiều người quan tâm. Theo bệnh nhân B, anh đang làm nghề thợ hồ tại một công trình xây dựng ở Quảng Ngãi. Từ ngày 22 tháng 2, trong lúc đang làm việc, anh đã ngậm sẵn 3 cây đinh thép trong miệng để tiện việc đóng cấp pha. Rồi một phút không tập trung, vô tình mở miệng nói chuyện với đồng nghiệp, khiến đinh bóc và nuốt vào trong miệng, trôi xuống phế quản. Ngay sau khi bị hóc đinh, công nhân B được đưa đi khám tại địa phương và được khuyên về theo dõi tìm đinh trong phân. Tuy nhiên, nhiều ngày sau vẫn không thấy đinh, lúc này anh B cũng xuất hiện cảm giác đau nhói ngực, khó thở, nên lập tức được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng. Qua khai thác bệnh sử, thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng, các bác sĩ của khoa nội hô hấp, miễn dịch dị ứng phát hiện cây đinh dài 3 cm đã nằm trong phổi trái của bệnh nhân. Sau hơn 35 phút tiến hành nội soi phức tạp, các bác sĩ mới thực hiện thành công ghép đinh sắt dài 3 cm nằm trong phế quản lệch bên phổi trái của bệnh nhân ra ngoài. Theo bác sĩ Hoàng Thị Tâm, phó trưởng khoa nội hô hấp miễn dịch dị ứng Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đây là trường hợp bệnh nhân bị hốc dị vật có kích thước khá lớn và vật nhọn. Hơn nữa đinh ở vị trí sâu, đầu đinh hướng phía trên, trơn nên gây rất nhiều khó khăn, phải sử dụng dụng cụ chuyên sâu mới có thể lấy được. Hiện tại tình hình sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định. Vì được phát hiện và phẫu thuật nội soi lấy đinh kịp thời, nên may mắn hy hữu không bị thủng phổi, tổn hại đến nhiều thực quản và đường hô hấp. Và đây cũng là một bài học cảnh tỉnh đến tất cả mọi người trong việc chủ quan trong quá trình làm việc, dẫn đến những sự cố khó lường như trên xảy ra.